anh em xin chào cả nhà. Này, anh em đi đục hàu cả nhà. Đây con đầu tiên nha. Đục hàu nướng. Cái nào cầu quá trời hàu luôn. Dưới nè, mé dưới nè quá trời luôn kìa. Ê, làm gì là làm gì? Ấy cái vỏ ngang á, vỏ ngang lại dễ đục. Ừ. Bể tiêu rồi. Con bành bành không rồi đó nha. Mấy anh đây nè, mấy anh đây nè, thì rồi quay cái vỏ ngang lại. Quá trời luôn. Nói gì hào thì một thì nọc cầu, hai thì cống, ba thì theo bọc lá rồi. Dữ lắm hào ấy nè. Hào, hào bọc lá ăn nó chát. Hào bọc lá thì ăn nó chát. Hào nó đóng theo xi măng cống rồi vậy đó. Mập. Hồn rồi chứ. Vũ giờ được mấy con rồi? Chủ ngay cái mỏ vỏ đó Vũ, hai con chẳng đó Vũ. Ừ. Đủ ăn rồi đó. Ồ nãy không đem đem bù tạc theo. Đó rồi đem bù tạc theo chấm bù tạc luôn được rồi. Con dữ luôn. Con cá. Đổ đổ đổ. Đổ bấm tùm lum rồi cả nhà ơi. Bự đó, con nào nó bành bành không đó mà. Kéo vỏ lại tới. Rồi mé bên đây nè, mé bên đây con bành bành không kìa. Kẹp trong nữa nữa kìa, kẹp trong nữa còn chản chản không kìa. Mấy con nhỏ thì mình nuôi lại. Để đó, thẳng mình đục sao. Ôi ôi kẹt trong đó con nào cũng nấy kìa. Bành bành không nè, kẹt trong này nè. Trong kẹt cầu khó đục quá cả nhà ơi. Một tay vô không được. Chết chưa, chưa mà. Đấy hả? Ồ nhỏ quá. Nó nằm trong kẹt thì khó trời, còn bành bành không mà không biết sao đục. Rồi, rồi. Chưa kịp chồm lại nữa. Cái dao dài á
lấy cái dao á chọt chừng đó hết cũng không được, đục vừa hở ra thôi mình lấy đó hở ra đó. Ủa, thằng quá coi con kia chưa ra, con ngoài, con nó ngoài rồi. Ấy. Wow, ba con luôn. Rồi giọt da luôn. Dính. Có không? Ừ, quá bự luôn. Sâu dữ lắm Vũ ơi, sâu dữ lắm á. Hụt đầu à. Tới đây ngay trên cấp. Ôi ôi, hào con nào cũng lấy mặt. Vô cũng vô không. Dưới luôn 4, 5 con, 6 con, 7 luôn. Dây luôn, xuống luôn. Ngay rồi, ngay ổ rồi cả nhà ơi. Chưa ăn rồi cả nhà. Trong con kẹt nè, con bụi cầu chỗ này là cầu còn trứng nha cả nhà. Còn tàu qua còn trứng. Đi ra biển Ba Động. Rồi lên gần qua cũ xuống đốt lửa. Nhúm lửa nướng cả nhà. Dẻo quá Vũ ơi. Dẻo quá vậy. Một phát rồi đó mà dẻo vậy. Ừ, mấy cây mùng que. Màu trái. Ăn cho nắm trà lại đây. Nó trong đó luôn á. Trên cao cao nha. Chưa khô này. Để cái cây này này cho nằm trong đó. Chưa khô xích lên trên. Đưa cái quạt, đâu? Nhúm lửa trái rồi. Trái đốt lửa lên, anh em nướng ăn. Ăn rồi đi làm chuyện tiếp. Hôm nay cũng hơi trưa rồi cả nhà. Chiếc này mình nhâm nhi được chưa ta? Đây đi săn bắt mà không biết bắt cái gì đây. Trước tiên là đục hàu nướng ăn trước đi. Vừa vừa được anh Vũ ơi. Còn nhanh nó được rồi. Nó no cái bụng cái đi rồi hả? Đi bắt cái gì tiếp bắt. Nhiều nó được rồi cưng ơi. Nhiều ơi. Nhiều dữ rồi. Rồi lấy cái nguyên chỗ nào ngọn chỗ đi lấy cái nắp thùng vậy. Lấy cái nắp thùng gì đem lại để đây nè. Để hàng vô luôn. Gom hàu ở đây hết. Gom lần trước rồi, hết đi thì nướng. Ho không gài nay cũng hơi khan tiếng. Rồi gom hàu đây. Này mình ngồi ở trên nữa nè. Rồi trên cây mắm. Cây mắm bự. Đây. Mắm này bự. Rồi giữa cây mắm luôn. Bên đó thì nhà nó nuôi tôm. Đây thì dưới mé sông. Trời có than cái banh ra. Đủ không? Bỏ mà là lửa mấy con bự kìa. Để đợi đi, lỡ có thiếu rồi sao?
chanh vô. Chưa đâm mát hả? Sao ha, hai người lên mũi, hai người dưới này chứ. Để ngay giữa chứ không có để đó, cái nhỏ xíu rồi sao. À. Đâu có, mình chờ cho có than đi rồi đem loại ngay đây nè. Đem dắt ngang nè, lấy cái dáng đỡ lên ngắn ngang giữa. Lát kéo lên nữa thôi. Để hào lên nướng nha nè. Ủa chén không có chanh hả? Quên rồi. Đây con ốc nè. Nướng hai ốc. Thấy cái trắng ở trước á. Vũ qua đây đi. Tôi giết xíu bên đây đỡ hơn chút. Trong cái ấy nó có cái mới đục chút mà quá tự hào luôn. Ba bị gạt rồi ha. Không lấy cái chai nhà nghề lại hả? Thôi cá cũng nhâm nhi một hai ly gì đi cho nó hồi có sức rồi đi làm chứ. Mình ăn về nhớ tới anh Phúc chị Phú của hổng. Anh Phúc cũng cũng ai già nóng. Ai già? Ai già? Gì trời. Nướng nó nổ nó văng chứ gì. Không lấy mấy cái bao tay lại bợ cái ta. Lại có cặp bao tay mà, cặp bao tay rồi ngồi đi bắt ấy chứ. Bốn cặp lận. Bốn cái lận. Lấy miếng dán nữa được không? Không, với anh chị. Có cái. Những cái đi. Quá hả? Lót thêm miếng dán nữa đặng. Mẹ hào á, bóc hào mẹ. Lót miếng dán nữa đặng để hào đồ lên. Có dán không? Nhúc nhích thì đổ hết nhịn ăn. Chỉnh rồi. Chỉnh rồi đó. Cho em quay, lấy cái hộp lại trong đó nó có cái dầu á anh Vũ. Rồi mời cả nhà dùng bữa sáng cả nhà. Cái nhà ai mà hào nướng thì cái này mình làm lớt lớt như chừng dày hạt dày đi cho vững tinh thần cả nhà. À vô cả nhà ơi. Ây da. Cái này con hào. Gì mà ai da hoài vậy? Dặn không để nguyên mình đem ra ngoài đóng đấy lấy khác vô chứ. Em mời anh Phúc con Hào. Anh Phúc ơi, bỏ mình cũng ăn mình nướng gì nè nó ngon lắm. Anh Phúc con Hào nha. Chín hết rồi đó. Không à, không hết rồi đó. Nước nước vậy mới ngon. Ở nhà làm lấy rượu nghe.
Dân. Ừ, khác luôn rồi. Chín hết rồi, khô hết rồi, hết ngon rồi. Vô. Ngồi ở trên mà chịu không nổi cả nhà ơi, bắt tuột xuống dưới này, tuột xuống dưới này. Mời cả nhà con hào, đây mời cả nhà con hào cho mình chấm ké với coi. Cái này bữa hổm này chị Phú ơi, mời chị Phú con hào nha. Chị em mình cũng đây, mời cả nhà con hào. Ngồi trên mà ăn mày chịu không nổi. Ly rượu. Trứng mình chấm mồi mình chờ thẳng ống đưa vậy mình kêu cũng. Quá. Ngọt quá trời. Ngon quá. Em không ăn bù tạt, em không có lấy chứ cái này chấm bù tạt cũng ngon. Cái gì? Miễn dạ dạ. Miễn chăng. Con mà nó khô quá. Nướng khô quá nó khét cái vỏ. Bây giờ cay quá. Miếng ớt cay. Cho miếng cạn nữa đi. Thì là con muốn ớt nhiều quá cay rồi. Ăn con còn cay. Thôi thưởng thức được rồi. Tại mấy con hả miệng á. Anh Tâm thì không có ga cả nhà. Còn mật chi tèo thì đi kéo lú rồi. Đi kéo lú hết rồi. Anh Tâm mệt rồi không có ra. Đại vô còn quá trời luôn kìa. Hấp nướng kéo nó không ra. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Vô các bạn. Mò ngon mà thiếu rượu mà đâu có cảm giác được. Không nghe anh Tấn nói ngồi qua hả? Rượu ngon phải có bạn hiền. Rượu ngon phải có bạn hiền. Mà bạn hiền không uống làm hiền rượu ngon nữa. Nói chung á, mời á thì mời từng người á thì quên người này người kia cũng được, thôi giờ mời cả nhà đi. Mời cả nhà đi. Chứ biết mời ai giờ. Cả nhà có dịp về dưới này thì sẽ đi đục hào. Cũng nướng cho cả nhà thưởng thức. Dưới này hào nhiều lắm cả nhà ơi. Kiếm miệng được rồi. Đây đây em cài cho. Đây, cái miệng nó cãi khó. Con hào đó mập kìa. Con em ăn con nhỏ đi, con bự để em. Để em hả? Nhưng rồi. Nhóc. Nhóc hết trơn rồi. Còn nhóc con trước nữa nè. Sợ nhất là bạn đâm hết. Này quá cay. Này mình được ngon mà xíu nó quá cay. Quá trời. Ngon mà nó quá trời cay. Nó mọc ớt nên làm vậy mới đậm đà. Thì muối ớt anh Vũ thì ăn ớt ít mà anh thấy muối ớt rồi là anh chấm ở tên không à, chịu ca dở. Lâm mang cho nhớ hoài mà. Dao nè anh, dao gọc ở dưới á. Nóng quá phải dùng cái bầu vai mới được.
Mời cả nhà đi ngủ nha. Mời cả nhà nước mồi. Rồi, mời cả nhà con hàu. Ăn này thì nó cực quá. Vừa đục và vừa cải. Ngày nào cũng phải ăn nhưng mà nó ngon. Ngon. Trong nước hai bên thì cây lá còn đây hai chồng đi bủa lú cả nhà ơi, đang đánh lú, người bơi người bủa, còn người như tèo với mực thì đi con mình à. Mình thì ta bổ nước xuôi, còn này hai chồng thì bổ nước ngược. Đấy. Ngày sông nước thì lên đên trên sông nước vậy đó. Không biết biến cái này nữa chín. Chín cái con nhỏ hả, người ta thấy con thấy gì đâu kiếm đâu nữa được đó. Ừ, mấy con chín không cại thì cại mấy con sống mà. Này nè. Cũng ra đó mà con cái ổi chín rồi. Không biết kiếm cái ma cái mép nó ra. Nhiều chỗ mình dễ làm lắm. Ô, con này khét luôn à. Con này cũng khét luôn nè. Khô rồi nè. Khô rồi. Ừ, nói gì khô vậy thì ăn nó khô thơm. Có mồi chưa? Muốn đây. Có mồi khác cho dây. Thưởng thức con hàu khác rồi. Hàu thơm. Mời cả nhà. Mời cả nhà bên đây ăn con hàu đây uống nửa ly rượu. Ừ, nóng quá. Tinh ra nó thơm hơn mấy con hàu ướp. Đúng rồi, nó thơm. Đúng rồi. Nóng. Ngon quá cả nhà. Chảy nước xuống nè. Khác thì nước khô lại thì nó thơm, nó ngon. Bây giờ cũng trưa, anh em cũng xin chào cả nhà. Ơi, chào cả nhà. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào tiếp sau.